Lãnh đạo quận Liên Chiểu vừa có buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố về tình hình phát triển du lịch trên địa bàn quận. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên như đỉnh đèo Hải Vân cùng nhiều bãi biển đẹp và thắng cảnh thiên nhiên Nam Ô, khu du lịch Xuân Thiều, sông Cù Đê, suối Lương, làng Vân, tuy nhiên Liên Chiểu vẫn chưa khai thác thế mạnh để phát triển du lịch. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quận trao đổi những khó khăn tồn tại vướng mắt trong quá trình xây dựng cũng như thực hiện đề án phát triển du lịch của quận đề xuất thành phố và sở du lịch quan tâm để khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của quận như du lịch biển và nghỉ dưỡng du lịch bằng đường sông du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng lãnh đạo sở du lịch đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh về du lịch của liên chiểu đồng thời góp ý tư vấn hướng dẫn quận triển khai các đề án du lịch đã được phê duyệt như phát triển du lịch cộng đồng nam ô đề án bảo tồn làng nghề nước mắm nam ô gắn với phát triển du lịch đà nẵng thời gian đến quận sẽ phối hợp với sở du lịch tiến hành khảo sát thực tế để triển khai đẩy mạnh phát triển du lịch xứng với tiềm năng của quận